Kính thưa quý vị, vào năm 1960 thì nhạc sĩ Từ Công Phụng của chúng ta lúc đó đang học lớp đệ nhất, tức là lớp 12 bây giờ, thì mang tất cả cái trái tim, cái sự suy nghĩ trẻ trung, yêu đời cùng với lại một cái chất nhạc lãng đãng, lãng mạn. Ông đem tất cả những cái điều đó vào trong một cái bài nhạc mà quý vị đã rất quen thuộc về lời ca cũng như là về giai điệu. Tựa đề là Bây giờ tháng mấy. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức lại nhạc phẩm này, Bây giờ tháng mấy của nhạc sĩ Từ Công Phụng, qua phần trình diễn của nam ca sĩ Vũ Đức Phước. Hỡi em,
anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi, mùa xuân mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Cho mình thương nhớ nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.